Chào mừng mọi người đã quay lại với kênh Trống của Việt Thương. Hôm nay Vũ xin phép được giới thiệu đến mọi người một cái hộp tiếng của hãng trống điện Roland, hộp tiếng TD17. Thì hôm nay Vũ sẽ cùng với mọi người khám phá xem những cái điểm nổi bật của cái hộp tiếng này gồm những gì nha. Điều đầu tiên khi nhìn vào cái hộp tiếng, mọi người sẽ thấy đây là một cái thiết kế mới của Roland. Đó là cái núm xoay này. Đó, chúng ta để vào xoay và chúng ta sẽ tọn cái vang tiếng một cách nhanh chóng. Đó, giúp cái việc tùy chỉnh của bạn nó nhanh hơn, xoay nhanh. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai đó là cái thiết kế những cái nút vặn ở đây. Đó, bạn có thể thấy chỉnh bass, treble, volume tổng và chỉnh ambient. Ở những cái hàng nút ở dưới đây, ví dụ như Essence, nhiệm vụ của nó là chỉnh tiếng từng cái mặt trống. Level, cái nút level này nó có nhiệm vụ là chỉnh âm lượng những cái từng cái mặt bass mà mọi người chọn. Ví dụ như ở đây mình bấm vào nút level và mình đánh vào cái symbol 2S. Đó, đánh symbol 2S thì các bạn nhìn vào cái màn hình đây, bạn có thấy số nó đang là -19 dB. Đó, ví dụ như mình muốn tăng lên, đó, mình xoay cái nấm này, đó, âm lượng sẽ tăng hơn, tăng lớn hơn. Đó, và chúng ta có thể tùy chỉnh từng cái mặt trống cho theo cái mục đích sử dụng của mình. Mình muốn cho cái tiếng trống nào nó to hơn, nhỏ hơn như thế nào đó. Đó là đầu tiên. Rồi đến cái nút mọi người thấy đang sáng tiếp theo là nút tuning. Đây là cái nút tune trống. Ví dụ như bạn muốn cho tiếng snare của bạn nó cao hơn mà nó thấp đi, ví dụ như đang đến tiếng snare này, bạn lên tiếng snare của bạn nó sẽ cao hơn hoặc nó trùng xuống. Tùy theo cái mục đích mình sử dụng, mình có thể tiếng đặt và mình set tiếng snare như thế nào là phù hợp. Còn mình đang để bộ tiêu chuẩn là không. Đến cái nút tiếp theo là nút muffling. Thì cái nút này nó có công dụng là nó giả lập cái việc cái tiếng âm trên bộ trống trống cơ bình thường, trống acoustic. Thì khi sau khi đánh nó có một cái độ ngăn dài đó, thì cái việc mà làm ngắt cái tiếng âm đi thì người ta gọi là làm muffling. Thì ví dụ mình đang đạp cái tiếng trống kích, trống bass đó. Bây giờ mình muốn cho cái tiếng bass nó có thể bị ngắt cái đuôi đi chút xíu đó, mình tăng lên đó. Đó, các bạn thấy, nhìn màn hình mọi người có thể thấy những cái kiểu mà có thể làm muffling đầu tiên đó là không có gì hết. Đó, đầu tiên là up. Thứ hai, bạn một nấc thì nó lên là kiểu thứ nhất là dán một miếng băng keo nhỏ. Đó. Một kiểu thứ hai nữa là dán miếng băng keo lớn hơn tí xíu. Đó. Thứ ba là dán hai miếng băng keo. Thứ tư là dán ba miếng. Nhìn giống bạn cười. Cái mặt này đang khóc. Cái kiểu tiếp theo thì nó sẽ bắt đầu giả lập cái gối. Và thấy mình đen đen, đây là có một cái gối phía trong cái trống của mọi người. Miếng trống cái gối to hơn nè. To hơn xíu. Hoặc là một cái miếng cái gì đó, cái vật liệu nó nặng hơn nữa. Thì to tiếng nặng như thế này. Đó, miếng nặng nhưng mà to hơn. Đây là cuối cùng rồi, rất là nhiều kiểu cho mọi người. Đó, hoặc là cái tiếng snare. Tiếng snare mọi người cũng thể làm được cái việc đó. Mình đánh lên snare nè. Đó, bắt đầu là đang up. Bạn nấc nè, hai nấc. Mọi người nghe có thể nghe thấy được cái tiếng nó bị cầm hẳn đi. Điều đặc biệt của hộp tiếng TD17 này đó là các bạn có thể sử dụng làm sampler, lấy mẫu tiếng bên ngoài vào được. Thì ngay đây nó có một cái nút đó, nút lấy sampler mẫu tiếng.
thì cái việc lấy vòng tiếng thì mình chưa có chuẩn bị sẵn, nhưng mà đến một có thể clip sau hay sau đó mình sẽ làm một cái mẫu tiếng, mình sẽ chép vào hộp tiếng và mình sẽ đánh cho mọi người nghe. Thì mình cũng giải thích thêm là ai chưa hiểu về cái việc làm sampler này á, thì mọi người có thể hiểu một cách nôm na là cái trống này có thể lấy cái mẫu tiếng bên ngoài, ví dụ như mình thu cái tiếng hú của mình, tiếng hét của mình, tiếng nói của mình đó, xong đó mình làm thành một cái file file quay, xong sau đó mình chép vào cái bộ tiếng này, mình cài đặt lên cái mặt trống, và khi mình đánh ra thì đánh lên mặt trống nó sẽ ra cái tiếng hú của mình đó, ví dụ là vậy. Thì cái nút tiếp theo là nút author, thì nó sẽ khi mình bấm vào cái màn hình nó sẽ hiện lên những cái chữ ambient, multi effect, equalizer cho từng miếng bass đó. Ví dụ mình sẽ bấm vào thử nó có những gì trong này. À, đầu tiên là ambient, chọn lúc đây thì trong này nó có gì, những cái kiểu setup mà nhà sản xuất đã set sẵn cho cái không gian của mình. Ví dụ như mình đang có là ở trong studio A, B, Jazz Club, Rock Club, hay là những cái không gian mà cái bộ trống này có thể mang lại cho mọi người. Và đây dưới là cái độ lớn của căn phòng đó. Thì tất cả những cái này nó đều có tác động đến cái việc cái tiếng trống của bạn ra như thế nào. Ví dụ như căn phòng lớn thì nó sẽ ra tiếng khác, căn phòng nhỏ ra tiếng khác. Cái tường đó, cái tường của bạn, những cái bức tường nó cũng ảnh hưởng đến cái âm thanh phát ra. Ví dụ như là tường này, thể loại này là cái kiểu làm tường bằng nhựa hay là bằng xi măng hay cái gì đó, thì nó cũng có giả lập ở trên cái hộp tiếng này để cho mọi người có thể chọn những cái ưng ý nhất. Sau khi chúng ta tìm hiểu về ambient, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về multi effect. Mình bấm vào nút giữa đây đó. Thì cái effect này nó có thể làm được những cái hiệu ứng tiếng, ví dụ như delay, làm tiếng delay, hay là cái độ trễ của cái tiếng nó vang dội như thế nào đó, thì mọi người có thể tùy chỉnh chỉnh theo cái ý của mình. Ví dụ như đây là đang để delay, và tempo khi delay là bao nhiêu, ví dụ vậy đó. Thời gian delay mình có thể tùy chỉnh theo cái ý thích của mình thích chỉnh tiếng ra cái độ trễ như thế nào, độ vang như thế nào, cách thức như thế nào, thì chúng ta có thể set hết trên cái bộ bộ cái hộp tiếng này. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến equalizer của bass. Thì đây chúng ta bấm vào nút này. Đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh cái kích, ví dụ như kích này đang hiện phần low, chúng ta sẽ chỉnh tăng lên hay giảm xuống tùy mọi người. Đây là chỉnh cái tần số của tiếng tiếng trống nha mọi người. Đó. Tiếp theo là chúng ta mới chuyển qua phần trung, phần mid, thì chúng ta bấm nút đây. Đó. Di chuyển qua lại ở giữa đây. Cái ở dưới mọi người thấy chữ gain, chúng ta có thể cái chúng ta mong có thể nâng cái mức lớn của cái tần số mình mong muốn lên. Ví dụ như mình đang ở low, mình đang để ở tần số 100 Hz đi. Đó, chúng ta sẽ đang nâng lên, nâng cái tần số 100 Hz lên. Đó, boost nó lên đó. Nhẹ xuống này. Đang cao là boost lên. Khi chúng ta boost lên cao thì tiếng kích nó sẽ đặc biệt lực. Đó là cái cách chỉnh, và mọi người có thể tùy chỉnh theo ý của mình. Khi chúng ta đã tìm hiểu xong về cái EQ từng bass, thì chúng ta muốn chỉnh thêm những cái khác nữa, chúng ta bấm nút xuống đây. Đó, sẽ hiện ra volume, tên và MIDI note. Ví dụ như mình chọn volume đi. Đó, thì chúng ta có thể tùy chỉnh được cái volume của bộ trống, hoặc là cái tiếng vành, tiếng đánh giả lập, cái tiếng 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 stick, thì nó có độ lớn như thế nào. Rồi cái
sự cân bằng của cái pedal hi-hat và cái việc chúng ta đập và nhả hi-hat và đánh hi-hat, đạp hi-hat và nhả hi-hat. Thì đó là những cái cơ bản chúng ta có thể tinh chỉnh được để chúng ta khi mà chúng ta làm cái việc ví dụ như thu âm, hoặc là có thể cho ra một cái sản phẩm hay là những cái tiếng trống nào mà các bạn ưa thích, thì chúng ta các bạn có thể tùy chỉnh ở trên những cái hợp tiếng này. Nên là chúng ta có thể lưu tên của cái bộ trống mà chúng ta đang sử dụng, cái băng tiếng trống mà chúng ta đang sử dụng. Note MIDI là dành cho việc chúng ta làm kết nối với máy tính để cho tín hiệu MIDI. Ở dưới nữa, bấm xuống dưới nữa thì nó là copy và save. Cái hộp tiếng này phía sau nó có một cái khe cắm thẻ nhớ như thế này. Và đây là cái đường nối vào sử dụng để sử dụng kết nối với máy tính. Thì cái việc copy hoặc là lock hay là save lại những cái tinh chỉnh của mình vào thẻ nhớ. Và chúng ta có thể cắm thẻ nhớ vào, và việc sale hay là lock thì tùy mọi người quyết định. Vừa rồi mình đã điểm qua những cái công dụng của những cái tinh chỉnh ở trên hộp tiếng TD-17. Thì các bạn có thể tóm tắt lại như thế này. Đầu tiên đó là cái thiết kế mới của cái nấm xoay này. Đó. Thứ hai là cái hộp tiếng này có thể sử dụng được, chúng ta có thể sử dụng làm sampling. Thứ ba mà mình đã nói tới ở cái video về giới thiệu về bộ trống này lần trước, đó là cái kết nối với Bluetooth. Chúng ta có thể kết nối với Bluetooth để chơi backing track trên YouTube. Tương lai gần thì Roland sẽ phát triển thêm những cái phần mềm, những cái app mà có thể đó là những phần mềm dạy học, những phần mềm mà tập luyện mà chúng ta có thể kết nối qua nó bằng cái chức năng Bluetooth này, được tích hợp rất là hay trên TD-17 dành cho việc tương lai. Một cái chức năng nữa mà mình muốn chia sẻ đến mọi người đó là chức năng quát, đó là cái chế độ huấn luyện. Thì cái nhà sản xuất trống điện Roland thì lúc nào cũng vậy, họ luôn luôn hướng tới người dùng đến những cái việc tập luyện và những điều đúng đáng nhất. Đó. Ví dụ mình lúc nãy mình để bình thường và mình bấm vào nút quát đây, mọi người thấy thì màn hình nó hiện lên những cái chế độ chúng ta có thể chọn để tập luyện, ví dụ như time check. Mình thử bấm vào time check thì như thế nào nhé. Ở đây nó có hiện lên là tempo 120, snare có một cái khoảng chấm chấm chấm, có một khoảng giữa này. Cái bài tập này nó yêu cầu mọi người đánh tiếng trống của mình đúng vào vị trí mà hai cái khoảng gạch giữa này nó đang để. Cái bài tập này có cái chúng ta có thể nói là đấy là cái bài tập độ chính xác về cái quan tai, có nghĩa là cái yêu cầu chúng ta phải đánh đúng chính xác vị trí nốt. Mà ví dụ mình làm thử cho mọi người xem thôi nha, mình bấm nút start nè. Mọi người thấy, nhìn cái màn hình. Khi chúng ta đánh hoàn thành xong thì mọi người máy nó đang chấm điểm nè. Ồ, mình đánh được 95 điểm luôn. Quá giỏi quý vị. Mình đã đánh được 95 điểm đây, tempo ở đây. Mình ví dụ như mình muốn tập lại. Mình bấm vào đó. Mình đang cái tempo đang muốn tăng tempo lên. Đó, chỉ cần xoay cái núm vàng. Ví dụ như tăng đến 150 đi. Mình thực hành lại lần nữa nha. Mình đánh 95 điểm mình khoái quá, mình làm thêm lần nữa. Tempo nè. Mọi người nhìn màn hình đi. Lần này thì chỉ có 30 điểm thôi. Đó, sau khi đánh xong, đây cũng có thể là một cái trò chơi để mọi người có thể giải trí. Tiếp theo là mình đã vừa hoàn thành time check và bên đây là quiet count. Và mình chọn thử cái chế độ này như thế nào nha mọi người. Đó, mình bấm vào
Ở đây thì nó không hiện lên gì hết. Mình bấm nút start nè. Thử có cái gì xảy ra. À, mình hiểu rồi mọi người. À, chúng ta làm lại lần nữa nha. Cái chế độ này nó mong muốn mình là khi tempo đánh và đến một cái giai đoạn nó sẽ tempo nó sẽ, cái máy metronome nó sẽ không đánh nữa và bắt buộc chúng ta phải đánh y chang như vậy. Vẫn giữ theo cái metronome mà ban đầu đưa ra. Để nhiệm vụ của mình là nó tập luyện cái việc giữ được cái nhịp trong con người mình, giữ được cái metronome hoặc tempo có đúng hay không. Đó. Mình cho tempo thấp xíu đi để tempo công mình quấn bị lệch kỳ lắm. À, rồi tempo 150 vẫn star nè. À, mình đánh được 79% đó mọi người. Qua wow, này 100% luôn. Cái chế độ huấn luyện thứ ba đó là chế độ warm up, chế độ khởi động. Thì cái chế độ này nó sẽ mang lại đến mọi người cái việc tập luyện như thế nào. Khi bấm nút start thì cái metronome, cái tempo của học tiếng bắt đầu sẽ đếm. Và nó sẽ bắt đầu đếm từ nốt nốt đen. Xong sau 4 ô nó sẽ bắt đầu đánh nốt đơn. Nốt đơn và sau 4 ô nữa sẽ đánh nốt liên ba. Và sau cái liên ba nó sẽ tiếp tục đánh nốt móc đôi. Và khi đánh móc đôi xong, nó sẽ quay lại đánh ngược lại là đánh ba, xong đánh móc đôi, xong lại quay về nốt đen. Thì mình sẽ làm ví dụ thử cho mọi người xem. Đây. Bấm nốt star nè. Mình đã hoàn thành một cái bài tập nhỏ nhỏ trong trong cái 10 phút này. Nếu mà đến 10 phút nó sẽ lâu lắm nên mình làm ví dụ cho mọi người xem như vậy thôi. Thì cái rô lăng là một hãng trống điện luôn luôn đi đầu về công nghệ. Vừa rồi thì mình đã chỉnh xong hết cái mình đã giới thiệu cho mọi người biết về cái công dụng và những tính năng đặc biệt của hợp tiếng TD17. Đó, thì mình vừa trải qua một cái chế độ huấn luyện rất là thú vị. Mọi người có thể tùy chọn để có cách thức tập luyện phù hợp cho mình. Và một điều mình muốn nói nữa là khi chúng ta tinh chỉnh những cái nút này trên đây, khi đã nhìn xong rồi nhưng mà không vừa ý
mà chúng ta rất là lười chỉnh lại từng miếng từng tiếng từng tiếng. Thì cái việc chúng ta muốn nhất là gì? Đó là reset lại cho nó vào vào quay về cái trạng thái ban đầu để mọi người có thể bắt đầu chỉnh lại thêm một lần nữa. Đó, thì cái việc đó làm như thế nào thì mình sẽ bấm vào nút setup. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn những cái đây. Bấm setup xong, mình làm lại nha. Setup xong mình chọn bấm xuống chọn cái factory reset. Và chúng ta enter. Bấm enter để chúng ta tiếp tục. Bấm enter. Thì cái những cái gì mà mình chỉnh nãy giờ nó sẽ xóa hết. Và nó sẽ quay lại cái giống như là cái của nhà sản xuất đã set up sẵn. Cái việc này nó sẽ làm cho mình nhanh hơn về cái không cần phải lăn tăn về cái việc tôi chỉnh sai, lỡ tôi chỉnh sai rồi làm sao tôi chỉnh lại, không cần lăn tăn vào việc đó. Cứ chỉnh thoải mái, mò mẫn thoải mái, và sau khi đó mình không muốn nữa thì mình cứ reset, factory reset về lại trạng thái ban đầu, bắt đầu mò mẫn chỉnh tiếp. Chức năng tiếp theo mình muốn cho mọi người biết đó là chức năng đánh giả tiếng lên cái vành. Ví dụ như đánh mặt trống tiếng khác, đánh vành tiếng khác. Thì muốn làm được điều đó thì ở trên cái màn hình này, ban đầu cái nhà sản xuất nó có cái nút X stick này. Ban đầu chúng ta để không không tích vào cái ô đó thì cái tiếng trống nó sẽ như thế này. Nó không rõ cái việc nó không có rõ ràng cái việc đánh cạnh và đánh 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 vào mặt. Cho nên là cái tiếng nó bị lẫn nhau. Thì mọi người cứ tưởng là nó không có tách được, nhưng mà thiệt ra là tiếng vành và tiếng tiếng mặt nó sẽ tách rời nhau được bằng cái nút bấm X-Stick này. Đó. Vũ đã bấm rồi và đánh thử cho mọi người xem nè. Đây là tiếng mặt, đây là tiếng vành, đây là tiếng mặt, tiếng vành. Thì khi đó chúng ta có thể điều chỉnh, ví dụ những người có thể thích đánh nhạc cha 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 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gõ vào cái vành. Thì mình sẽ làm cho mọi người xem, ví dụ muốn tiếng mõ ở vị trí cái vành của cái trống này, trong tâm một vành sẽ ra cái tiếng mõ, thì chúng ta sẽ đánh vào cái tiếng vành, cái vành trước, xong rồi Sin đó. Đó, sau đó ở trong cái này nó có H and R on, thì có nghĩa là nó đang nói là cái mặt và cái vành là đang đánh chung với nhau, thì chúng ta cái việc chúng ta phải tắt cái chức năng đó đi. Đó. Để chúng ta đánh cái tiếng vành riêng và tiếng mặt riêng. Đó. Thì sau khi đánh tách bấm nút tách rời nó ra thì chúng ta gõ vào cái vành, bắt đầu chọn tiếng. Chúng ta sẽ chọn tiếng bell đi. Đó, bây giờ chúng ta cái vành nó là tiếng tiếng mõ nè, mặt là tiếng tâm bình thường nè. Bây giờ ta đánh cha cha thôi nha. Đó là một cái ví dụ mình làm để mọi người có thể tùy chỉnh các cái tiếng trên cái tầng toàn bộ bộ bass của mặt trống đây. Ở cái video trước thì mình đã làm một cách cơ bản sơ qua về cái hợp tiếng này. Thì video này thì mình làm sâu hơn một tí xíu về những cái chức năng đặc biệt trên cái hợp tiếng. Thì mọi người xem clip mọi người cũng đã nhìn, nhìn thấy cái gì mà mình cần thiết hay không. Và có thể là cái clip sau nữa mình sẽ hướng dẫn mọi người cách chỉnh về cái ambient, những cái multi effect và cái equalizer của từng mặt bass thì mình sẽ làm thử cho mọi người xem. Trong quá trình làm mình sẽ quay phim lại để mọi người có thể tự làm theo ý của mình. Cảm ơn mọi người đã xem video vừa rồi. Mọi người có thấy thích hoặc là có thấy có gì bổ ích thì mọi người có thể like và subscribe kênh YouTube của Việt Thương để biết hơn nhiều những cái chức năng hay của những trống
acoustic, những trống điện, hay là cập nhật những cái âm nhạc mới nhất mà Việt Thương mang lại cho mọi người. Xin cảm ơn.